Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 31. Trong nhà Phật có câu dạy chúng ta rất là hay. Nhẫn nhỏ thì thành tụ nhỏ, mà nhẫn lớn thì thành tụ lớn. Những đức thấy có những người giống như người ta không có giỏi, nhưng khi người ta làm một cái việc gì, người ta rất kiên nhẫn. Khi sắp cho người ta một việc gì, người ta cực kỳ kiên nhẫn. Người đó là người có sự thành tựu. Còn có những người, người ta rất là thông minh, nhưng khi người ta làm việc gì, nó rất dễ bỏ cuộc. Đây là người thất bại. Nhớ kỹ nghe vậy. Thí dụ như ở bên chùa Hộ Pháp có thầy Nhuận Ngôn. Nhân đức sắp xếp cho ông tập chạy xe. Ông là tập chạy xe là chậm nhất, rất là chậm, nhưng ông rất là kiên nhẫn tập, tập suốt luôn. Bây giờ ông cũng chạy được rồi. Bây giờ chạy qua chạy lại, ông chở rau củ quả đi cho chòm sớm rồi. Ông chạy xe lấy củi rồi, chạy được luôn. Thì Như Đức nhìn từ ông, Như Đức nói rõ ràng sự kiên nhẫn là chỗ thành công. Nếu thiếu đi sự kiên nhẫn là hoàn toàn thất bại. Nên á, mỗi một con người mình phải nhớ là dục tốc thì bất đạt. Có những người cũng gặp pháp môn niệm Phật, nhưng niệm Phật là 1-2 tháng hoặc vài 3 năm thì bỏ cuộc. Họ niệm Phật họ cứ cầu cái cảm ứng. Sao niệm Phật là thời gian lâu mà chưa thấy cái gì, nên họ bỏ cuộc. Như bản thân Nhuận Đức, ngày xưa ở ngoài đời khi Nhuận Đức làm bếp, thì Nhuận Đức làm cho tới cùng, và Nhuận Đức nấu ăn đến đầu bếp chín. Khi Nhuận Đức đi tu thì gặp pháp môn niệm Phật, thì Nhuận Đức niệm Phật xuyên suốt 10 mấy năm nay, không bao giờ bỏ cuộc. Nên những đứa có được một chút thành tựu ở trong Phật Pháp. Nên rõ ràng là khi mình đã nhắm mục tiêu và kiên nhẫn thì chắc chắn thành công. Nhớ kỹ, nhắm mục tiêu và kiên nhẫn thì chắc chắn thành công. Thí dụ như mình gặp pháp môn niệm Phật, cái pháp niệm Phật này là cái pháp mà 10 phương chư Phật đã tán thán, và Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chọn cho mình, nên ngày dạy mình thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu. Giả sử Như Lai Ưng Xuất Thế, Duy Thuyết Di Đà Bổ Nguyện Hải, là Đức Phật đến cái cuộc đời này, quan trọng là đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu. Vậy thì giờ chúng ta gặp ngay pháp môn niệm Phật rồi, chúng ta đã chọn cái pháp tu mà Phật đã chọn cho mình, vậy thì mình kiên nhẫn mình niệm Phật, mình kiên nhẫn mình tu. Chỉ cần mình kiên nhẫn là mình khó thành công. Nên những đức niệm Phật 10 mấy năm mới cảm giác được có Phật hiệu là thù thắng.
Khi mình cảm giác được có vật hiệu thù thắng thì chắc chắn là mình xin niệm Phật. Chắc chắn mình xin niệm Phật. Nên tất cả người đi vào trong chùa mình ở, nhìn từ ngay chỗ những đức là một con người rất tầm thường, mà nhờ niệm Phật mà được đặc biệt như vậy, thì mấy anh em đi tu cứ như vậy mà chân thật niệm Phật. Đừng có cầu cái gì cao xa, cứ chân thật niệm Phật đi. Cái duyên chừng nào nó đến với mình như thế nào tự nó đến. Hãy chân thật làm những việc mà bản thân của mình được đặc trách, phục vụ tam bảo, nhiệt tình cực lực hết mình. Nhưng Đức từng nói rất, rất nhiều lần câu này: gieo nhân thì sao gặt quả vậy. Chắc chắn luôn, mình gieo nhân như thế nào mình sẽ gặt quả như vậy. Mình chỉ cần làm đúng cái nhân mình cho cực lực nhiệt tình hết mình đi, thì cái quả mình sẽ thù thắng. Đừng nên sống núi này trong núi nọ, đừng nên vội vàng, đừng nên gấp gáp. Người vội vàng gấp gáp là đa phần người thất bại. Nhớ kỹ, người vội vàng gấp gáp là đa phần người thất bại. Chỉ cần mình làm một việc gì, mình có mục tiêu và kiên nhẫn là chắc chắn mình thành công. Những đứa gặp ngay pháp môn niệm Phật, kiên nhẫn niệm Phật, niệm Phật giết rồi thấy đúng là pháp môn niệm Phật, là pháp môn đại thù thắng. Tự nhiên cảm giác được pháp môn niệm Phật đại thù thắng thì tự nhiên siêng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Dù hiện tại như Đức mỗi ngày làm công việc phục vụ đại chúng, nhưng mà cái cảm giác quý vị biết rằng là làm việc gì cũng siêng niệm Phật là vì sao? Vì biết được có vật hiệu thù thắng rồi. Khi quý vị cảm giác được có vật hiệu thù thắng thì xin thưa với quý vị sẽ siêng niệm Phật. Rõ ràng Hòa Thượng Hải Hiền nói một câu: làm việc không trở ngại niệm Phật, niệm Phật không trở ngại làm việc. Đây là 100% cái người tín nguyện niệm Phật. Một con người đã tín nguyện niệm Phật thì họ làm việc họ sẽ không bao giờ trở ngại niệm Phật. Còn nếu như quý vị chưa cảm nhận được có vật hiệu này thì quý vị phải cần được động viên, được khuyên như vậy mỗi ngày để mình siêng năng niệm Phật. Mà vừa mình nghe như vậy thôi là trong tâm mình đã có câu A Di Đà Phật. Vừa nghe khuyên gì thôi là mình đã A Di Đà Phật. Nhớ kỹ, mình chỉ cần mình có cái tâm như vậy, dù gặp một sự trở ngại buồn phiền gì, vì cứ niệm Phật đi, rồi nó sẽ vượt qua. Tại vì sao vượt qua? Vì cái tâm mình tu tập hướng giải thoát. Khi cái tâm mình tu tập mình hướng giải thoát thì cái việc khổ, việc phiền phức, việc trở ngại gì cũng vượt qua hết. Vì nhớ, vì chỉ cần có một cái tâm giải thoát thôi, chỉ cần chân thật có một cái tâm giải thoát là quý vị buồn phiền, chán nản, giận hờn hay là bị oan ức gì vì cũng sẽ vượt qua. Tại vì sao? Ở cõi đời này chúng ta chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, đi đến đây thuận và nghịch thì chúng ta phải hiểu được định luật nhân quả. Nên Nhật Đức nói rằng phải tin sâu nhân quả. Nếu như cái người tu đạo mà đụng chuyện buồn phiền, đụng chuyện trở ngại một chút là trong lòng nản lòng, buồn trách này kia, thì bị không phải là người tin sâu nhân quả. Nên Đức thường nhắc cái câu là thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Nếu như mình không trả nợ ở cõi này, mình trả nợ ở trong tam đồ ác đạo. Ở cõi này thà mình trả nợ, khỏi trả tam đồ ác đạo. Còn nếu ở cõi này mình không trả thì mình phải trả trong tam đồ ác đạo. Quý vị chọn đi. Nên chúng ta ở đây không bao giờ sợ thiệt thòi. Quý vị coi mỗi ngày những đức lo cho tam bảo bao nhiêu chuyện, còn có khi còn bị người nói này nói kia, người còn không vừa lòng không vừa ý. Có khi cả người bên cạnh những đức họ còn châm thọt những đức. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, chính bản thân mình mà nếu thí dụ như có những người những đức giúp người ta, lo cho người ta, có khi lo cho cha mẹ người ta, mà bản thân người ta có khi còn muốn châm thọt những đức. Quý vị chỉ cần cảm nhận điều này khi được nghe nói là trong lòng quý vị sẽ suy nghĩ như sao. Ồ, cái người mà ông thầy ông nuôi cha mẹ họ, lo cho họ, giúp cho họ, lo từng chút cuộc sống, từng cái mền, cái gói, từng cuộc sống, mà họ còn chăm thọt ông thầy này. Mình nghĩ đúng là cõi đời này ghê thiệt. Đó là gì? Đó là cái nhân, cái quả.
Mình đã gieo nhân thì sao mình gặp quả gì? Mình cũng đã từng làm những điều này với người ta, bây giờ người ta làm điều này với mình. Nên mới nói rằng trong cuộc đời này không có cái gì thiệt thòi chứ. Nếu quý vị tu hành mà nói rằng tôi thiệt thòi thì bản thân quý vị không hiểu sâu nhân quả. Nên trong cuộc đời này không có thiệt thòi. Nhớ kỹ nghe quý vị, tất cả người trong chùa, người tu hành, người xuất gia, cư sĩ, hàng cư sĩ ngoài đời đều quý vị nhớ kỹ điều này. Trong cuộc đời này không có thiệt thòi. Nếu quý vị cho rằng có những gì quý vị bị thiệt thòi là bản thân quý vị chưa thật sự là người tu hành hướng đến giải thoát. Trong cuộc đời này không có thiệt thòi. Quý vị phải nhận thức sâu sắc. Nếu như quý vị nhận thức được sâu sắc là không có thiệt thòi thì quý vị nhất định sẽ tu đạo giải thoát. Còn quý vị nói tại sao ép tôi, tại sao đối xử tôi gì? Tại sao tôi cũng giỏi mà, tại sao cho tôi cơ hội? Tại sao có những người không giỏi mà cho họ cơ hội? Vì hiểu sai rồi. Chúng ta hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại. Một cái trái đến lúc nó chín nó sẽ tự chín. Có những con người đến sau mà tới trước, có những con người đến trước mà đi sau. Điều là phải tin sâu nhân quả. Phải tin sâu nhân quả. Quý vị coi chuyện coi này coi kia vị cũng thấy rõ ràng. Có những người người ta không giỏi mà ta được trọng dụng, có những người giỏi mà không được trọng dụng. Phải tin sâu nhân quả. Nên mỗi một con người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Quý vị coi á, chuyện xưa vị thấy rõ ràng. Có những người ta không giỏi mà ta thấy rất thành đạt, nhưng có những người rất giỏi nhưng mà ta bị thất bại. Thất bại ngay chỗ kiêu ngạo ngã mạn, giỏi vàng và gấp gáp, và không bao giờ có tâm nhẫn nại và có mục tiêu chuẩn xác. Cứ đặt vấn đề là cho mình giỏi rồi bản thân của mình tự mình hại mình. Nên đạo Phật dạy hay cái chỗ tin sâu nhân quả và không bao giờ có thiệt thòi. Nếu quý vị nhận thức được cái việc chúng ta không bao giờ có thiệt thòi thì 100% quý vị sẽ không bao giờ buồn chán ai hết. Không có thiệt thòi. Ấn Tổ ngày nói rằng làm những việc mà người khác không làm được thành tựu cho người là điều tốt. Những việc người khác khó làm đó là gì? Bản thân của mình nhận những việc người khác khó nhận, chịu khó được những việc người khác không chịu khó được, chịu thiệt thòi được những việc người khác không chịu thiệt thòi được. Thành tựu cho người là thành tựu cho mình. Có những việc thì phải nhớ rằng giống như vì thành tựu cho người ta nhưng thật sự thành tựu cho chính mình. Có những việc giống như mình thành tựu cho mình nhưng không bao giờ được thành tựu. Cái tâm ích kỷ mình nghĩ bản thân mình là không bao giờ thành tựu cho mình. Phải niệm niệm nghĩ gì người, quý vị mới có cảm giác được sự an lạc được trong nhà Phật. Hiểu được những nguyên lý này thì quý vị sẽ chân thật niệm Phật, siêng năng niệm Phật, không bao giờ giải đại. Một câu Phật hiệu này thù thắng lắm quý vị. Phải siêng niệm, đi đứng nằm ngồi chân thật mà niệm. Quý vị phải nhớ rằng trong chùa mình sắp sửa xây chùa, làm bao nhiêu việc. Nên những đức bữa đó họp, những đức nói rằng mấy anh em chuẩn bị đi, đây là cơ hội cho mình để tu phước tu duyên. Như hồi đó những đức đi vô trong chùa, những đức nói rằng mình đi vô chùa, chùa xây, cơ hội cho mình đi. Công quả cực lực nhiệt tình hết mình. Có nhiều người ngày xưa biết, những đức biết, những đức rất là cực, cả ngày lẫn đêm luôn, nhiệt liệt cực lực hết mình cả ngày lẫn đêm, làm việc niệm niệm gì để chúng hết mình, hết lòng hết dạ. Ví dụ như bây giờ mấy anh em quản chúng đi, mấy anh em cực lực nhiệt tình hết mình, mấy anh em cứ chân thật mà làm đi. Mình gieo nhân thì sao mình gặt quả gì vậy? Nên tất cả anh em bên cạnh như đức đều quý mến thương yêu. Khi làm việc mấy anh em không bị áp lực. Vì sao? Vì những đức chưa bao giờ cái gì mà dò trước đón sau, nghi ngờ các anh em. Điều là động viên chân thật, nhiệt tình động viên. Sống như vậy đó là đặc biệt nhất. Mình sống mà mình làm việc chung mà mình không tin tưởng họ thì không có cái gì đặc biệt cả. Nên hoàn toàn tin tưởng 100%. Chưa bao giờ một người nào nói các anh em cái này cái kia mà những đứa quan tâm tới. Vì sao? Vì mình sống mà làm việc với người ta phải đặt lòng tin cực kỳ cao. Đó là chỗ các anh em làm việc với những đứa rất tiện bề và rất an tâm. Mỗi lần có công việc gì anh em ngồi xuống bàn sắp xếp một cái
là tự nhiên cứ như vậy mà chân thật là nỗ lực làm. Pháp môn niệm Phật này hay lắm, đừng để luống một đời này. Và cơ hội chúng ta gặp một ngôi chùa như vậy, đừng để luống qua đời này. Cơ hội chúng ta được tu tập, cơ hội chúng ta được tu nhân tích đức, đây là cơ hội rất đặc biệt. Nhiều người đi tu có khi nó đâu có được gì đâu. Nếu như mình vô một ngôi chùa mà mỗi ngày mình đi cốc cốc keng keng cuộc sống của mình thì đúng là chúng ta rất là buồn, rất là nản lòng. Nhưng mà bây giờ mình gặp một ngôi chùa chuyên tu, chuyên niệm Phật, nuôi người già, làm bao nhiêu việc ý nghĩa, đây là cơ hội. Và tổ chức bao nhiêu chương trình cho người ta tu tập, đem Phật Pháp hướng dẫn người ta, đây là một cơ duyên cực kỳ thù thắng mà mỗi người trong chùa hết sức trân quý. Mỗi một Phật tử chân thật trân quý, hết lòng hết dạ mà đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu, từ xuất gia tới cư sĩ, nhiệt tình hết mình, dùng đa dạng phương tiện đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Nên như Đức thường khuyên rằng, nhiều người cư sĩ đem những buổi giảng như Đức đơn giản đi giới thiệu, lập trang để giới thiệu. Đây là tu duyên tu phước rất thù thắng quý vị à. Phải nhớ kỹ, đây là tu duyên tu phước cực kỳ thù thắng. Pháp môn tịnh độ này hay lắm, nhưng phải chân thật nhiệt tình hết mình mà hành trì. Phải kiên nhẫn, đừng bao giờ niệm Phật mà cầu cảm ứng, cầu này cầu kia. Cứ chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Cứ chân thật mà niệm Phật đi thì lợi ích lớn dữ lắm. Nên dù như chùa mình cuộc sống cơm ăn áo bạn, cuộc sống ổn định, cực lần cái người tổ chức, cái người đứng sắp xếp này kia, như những quan đồ quản chúng, mấy anh em bên kia làm việc, chứ mấy anh em mà dưới tay bố trí sao mình cứ làm vậy đi. Mình cứ chân thật nhiệt tình, mình làm đúng với cái cương vị của mình là mình có sự thành công. Nhớ kỹ, còn các cụ thì được nhắc nhở thì mình cứ làm đúng. Trong phòng ốc mình không bao giờ đem đồ ăn đồ uống lên, ăn uống ngay thì nhà ăn đàng hoàng, phòng ốc để sạch sẽ. Chị em sống với nhau, mình làm cha làm mẹ người ta rồi, bây giờ mình được ở trong chùa tu, biết thương yêu nhau, biết giúp nhau. Cái gì buồn giận chút niệm câu ai với Đà Phật cho nó qua. Cứ chân thật mà niệm Phật đi. Mình sống gần hết cuộc đời mình khổ, bây giờ cơ hội mình niệm Phật giảng sanh. Mình phải có tâm cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn trên, hòa thượng, những đức lo lắng, mấy thầy sắp xếp. Mình biết chấp hành quy củ đàng hoàng thì tức khắc các cụ sống trong chùa an lạc, vui vẻ. Gieo nhân gặt quả nha quý vị. Nhớ kỹ, nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Không nhẫn không thành tựu. Nếu cái gì cũng hơn thua đấu đá làm sao thành tựu được. Phải có cái chữ nhận thì mới thành tựu được. Những đức ngày nào cũng khuyến vị niệm Phật, cố gắng bấm số niệm Phật. Mấy anh em chiều đi ghi đàng hoàng, duy trì chỗ này. Cái chuyện bấm số niệm Phật rất quan trọng. Tu xong bước ra là niệm Phật, thời gian rảnh là niệm Phật. Quét xung quanh chùa lúc nào cũng đeo cái máy niệm Phật nhé. Lúc nào cũng đeo cái máy niệm Phật, bắt niệm Phật. Lúc nào bệnh đau hay gì bắt cái điều niệm Phật. Càng phải đau thì càng phải niệm nhé. Càng phải đau thì càng phải niệm. Càng phải buồn phiền thì càng phải niệm. Làm biến thì càng phải niệm. Nên mỗi một con người phải chân thật mà niệm Phật, siêng năng niệm Phật thì thành tựu là chắc chắn. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ bao thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.